Ngày 24 tháng 7, các vận động viên tham gia Đại hội Thể dục tỉnh Lào Cai lần thứ 7 năm 2022 đã bước vào ngày thi đấu cuối cùng. Chiều cùng ngày, lễ bế mạc và trao giải cho các đoàn tham gia đại hội đã diễn ra. Dự lễ bế mạc có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện một số sở ngành địa phương. Dấu ấn trong ngày thi đấu cuối cùng là 3 trận chung kết ở môn kéo co. Với sức mạnh vượt trội cùng quyết tâm giành được những chiếc huy chương vàng cuối cùng của đại hội, đội kéo co của thành phố Lào Cai đã thi đấu xuất sắc, chiến thắng ở cả 3 nội dung. Thành phố đại hội lần này, đội kéo co nam và nữ và nam nữ cũng được đạt 3 cái huy chương vàng. Thật sự là chị rất là sung sướng, chẳng biết nói gì hơn, chị cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho đội thành phố nhiệt tình. Đâm ra đội là thành phố mình hôm nay được cái đạt giải như ngày hôm nay, chị rất là vui. Ngày 24 tháng 7, các môn còn lại gồm bóng bàn, cầu lông, taekwondo cũng đã hoàn thành các nội dung thi đấu, chính thức khép lại 6 ngày tranh tài tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh. Ban tổ chức đã trao tổng số 367 huy chương, trong đó có 103 huy chương vàng, 103 huy chương bạc và 161 huy chương đồng cho các vận động viên. Chúng tôi thấy rằng ban tổ chức cũng đã tổ chức hết sức là chu đáo đối với các cái đoàn vận động viên ở xa như Mường Khương. Thì khi về đây cũng mặc dù cũng gặp nhiều khó khăn, thế nhưng cũng được ban tổ chức hết sức là tạo điều kiện đón đoàn cũng như là hướng dẫn để cho các vận động viên của huyện Mường Khương tham gia đại hội một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Đại hội chúng ta đã diễn ra một cách an toàn, không có vận động viên nào bị chấn thương. Rồi là cái công tác đảm bảo an ninh, trật tự đều rất là tốt. Và chất lượng chuyên môn đã được nâng cao, đã chọn được những vận động viên tinh túy nhất, những đội tinh túy nhất để về tham dự với đại hội. Với 76 huy chương, trong đó có 34 huy chương vàng, đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo xếp thứ nhất toàn đoàn, xếp thứ hai là đoàn thành phố Lào Cai với 19 huy chương vàng. Huyện Bảo Thắng xếp ở vị trí thứ ba với 14 huy chương vàng. Qua đại hội, ban tổ chức cũng đã tuyển chọn được một số vận động viên xuất sắc để tham gia thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.